Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái tính năng giúp chúng ta có thể là xóa nhanh tất cả những cái bộ nhớ tạm đã ghi nhớ và sao chép trước đó sử dụng ở trên điện thoại iPhone. Thì bộ nhớ tạm là gì? Mình sẽ lấy một cái ví dụ là khi mà các bạn lướt Facebook như thế này, các bạn thấy một cái bài viết hay mà các bạn muốn chia sẻ cho bạn bè thông qua những cái mạng xã hội khác, thì các bạn sẽ tiến hành là sao chép cái đường link liên kết của cái bài viết này. Mình sẽ nhấn vào phần là sao chép. Đó, nó ghi là đã sao chép liên kết. Và bây giờ mình có thể là gửi cho bạn của mình thông qua cái phần mà mình đã sao chép. Mình có thể là bấm vào phần cuộc trò chuyện ở trên Zalo và mình giữ vào cái phần bàn phím. Sau đó mình chọn là phần dán. Lúc này mình đã sao chép được cái phần đường link liên kết của cái bài viết này. Mình chỉ cần nhấn gửi là xong. Các bạn có thể là sao chép bất kỳ một cái thông tin gì có mặt trên điện thoại để có thể là dễ dàng gửi cho người khác, chia sẻ qua mạng xã hội, hoặc là các bạn có thể đăng tải lên trang Facebook cá nhân, cũng như là tất cả những cái thông tin cá nhân riêng tư các bạn có thể sao chép được. Và sau này thì khi mà các bạn sao chép quá nhiều thì cái bộ nhớ tạm ở trên điện thoại iPhone nó có thể là nó bị đầy, và các bạn muốn là chúng ta có thể sử dụng một thao tác để xóa toàn bộ cái bộ nhớ đã sao chép, bộ nhớ tạm, thì các bạn có thể nhấn vào phần là xóa bộ nhớ tạm ở đây. Đó, thì các bạn sẽ xóa toàn bộ bộ nhớ tạm. Và bây giờ thì khi mà mình vào cái ứng dụng Zalo mình nhấn giữ thì nó sẽ không có cái phần dán nữa, có nghĩa là cái bộ nhớ tạm của mình đã được xóa hoàn toàn. Thì cái cách làm rất là đơn giản. Nếu như các bạn đang sử dụng điện thoại iPhone và các bạn muốn có một cái phần ứng dụng để có thể là nhấn nhanh và xóa toàn bộ cái bộ nhớ tạm đã sao chép trước đó sử dụng ở trên điện thoại iPhone, thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì các bạn sẽ mở trình duyệt Safari lên và các bạn có thể là vào cái trang web là phím tắt.vn. Ở trong phần phím tắt.vn này, các bạn có thể vuốt lên để tìm cái phím tắt. Các bạn có thể là vuốt lên và tìm cái phím tắt là clean. Thì cái phím tắt này nó sẽ có chức năng chính, đó là xóa nhanh bộ nhớ tạm khi bạn sao chép bất kỳ thông tin cá nhân gì. Các bạn sẽ tiến hành là cài đặt cái phím tắt này, các bạn nhấn vào phần là nhận phím tắt. Lúc này các bạn có thể chọn là phần là thêm phím tắt. Ở đây mình có thể là thay thế cái phím tắt cũ. Sau khi mà đã thêm được phím tắt vào cái phần áp phím tắt ở trên điện thoại iPhone, các bạn muốn đưa nó ra ngoài màn hình chính thì các bạn nhấn giữ vào đây. Sau đó các bạn chọn là phần là chia sẻ. Ở đây các bạn sẽ chọn là phần là thêm vào màn hình chính. Các bạn sẽ tiến hành là đổi tên cho nó. Ví dụ như là mình sẽ đổi thành tên tiếng Việt, đó là xóa bộ nhớ tạm. Các bạn có thể là thêm cái ảnh đại diện cho nó bằng cách là nhấn vào phần là chọn ảnh. Ở đây các bạn có thể là chuẩn bị sẵn một cái bức ảnh mà các bạn muốn thay. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn nhấn vào phần chọn. Rồi các bạn chọn vào phần thêm. Rồi, như vậy là mình đã có một cái app đó là xóa bộ nhớ tạm. Và từ bây giờ thì khi mà mình sử dụng những cái ứng dụng mạng xã hội, mình sao chép bất kỳ một cái phần nào, ví dụ như là mình sao chép cái bài viết này, mình sẽ chọn là phần sao chép. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào Zalo. Mình sẽ nhấn giữ. Sau đó mình sẽ có cái mục là dán. Thì khi mà mình nhấn giữ và nó sẽ ra cái mục là dán, thì có nghĩa là cái bộ nhớ tạm này đã được sao chép ở trong bộ nhớ của điện thoại iPhone của mình. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là xóa cái bộ nhớ tạm đi. Mình sẽ nhấn vào phần là xóa bộ nhớ tạm. Như vậy là xong. Bây giờ thì mình quay trở lại Zalo. Mình nhấn giữ vào bàn phím thì nó sẽ không ra cái phần để mình dán nữa. Có nghĩa là cái bộ nhớ tạm của mình đã được xóa hoàn toàn. Và trên đây chính là cách để chúng ta có thể là tạo một cái ứng dụng có thể xóa nhanh toàn bộ những cái bộ nhớ tạm, những cái thông tin mà các bạn đã sao chép và cũng như là ghi nhớ ở trên máy điện thoại iPhone.